Nếu các bạn nào mà đang muốn mua iPhone 15 Series thì đừng quên ghé qua Di động Việt bởi vì Di động Việt luôn có mức giá cực kỳ là tốt dành cho anh em. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Xin chào bạn. Trên bàn của mình đó chính là chiếc Oppo Find 3 à, Tuy nhiên hôm nay mình chỉ để nó ở đây để trưng thôi. Còn thứ mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là một cái dịch vụ hoàn toàn mới của bên mình. Đó chính là dịch vụ hỗ trợ các bạn có thể bảo hành được sản phẩm, thay thế được linh phụ kiện tại hãng Bọn mình không mang những chiếc máy của các bạn về để thay thế linh kiện Mà bọn mình sẽ có dịch vụ để mang nó vào trong hãng Thay thế từ laptop, win cho tới Mac Từ máy tính bảng cho tới là điện thoại iPhone của bên nhà Apple Bọn mình đều có thể làm được cho anh em Dù cái máy đó nó có bị cấn móp hay là dù chiếc điện thoại của bạn có hết bảo hành Bọn mình vẫn có cách để anh em có thể có được một cái chi phí sửa chữa thấp nhất nhưng mà xài này là xài đồ của hãng Sau khi sửa chữa xong lại có thêm một cái bill Xác nhận luôn là ok Các bạn đã vừa thay thế linh kiện tại hãng luôn Đó, Vậy thì dịch vụ này sẽ có mức giá là bao nhiêu Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn Nếu các bạn nhìn vào tiêu đề á thì các bạn có thể thấy rằng là tiêu đề ngày hôm nay mình đang nói về dòng iPhone 13 Pro, 13 Pro Max hay thậm chí là iPhone 14 Pro, 14 Pro Max đúng không? thì nó thường xuyên có một cái vấn đề đó chính là cái màn hình của nó update lên phát là toi cái màn hình luôn đó, nó sẽ bị ám xanh ám vàng bơ ni này nọ và các bạn có thể thấy rằng là hiện tại iPhone 13 Pro 13 Pro Max á, thì nó đã hết bảo hành hầu hết là hết bảo hành rồi và nếu mà các bạn đi ra bên ngoài để thay thế nha thì mức giá mình có tham khảo qua một số những cái chuỗi uh, lớn thì họ đang thay thế cái chi phí dành cho cái màn hình của iPhone 13 Pro Max nó sẽ có lên quan khoảng tầm 10 triệu còn à, những cái chuỗi nhỏ hơn, những cái cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài á Thì họ có nói, họ có cam kết với mình À đây là đồ jean đấy à, Đồ jean của Apple đấy, không biết là jean như thế nào thôi Thì mức giá dành cho cái màn hình của iPhone 13 Pro Nó sẽ khoảng tầm 5 triệu rưỡi Còn với iPhone 13 Pro Max Thì giá của nó sẽ lanh quanh khoảng tầm là 7 triệu đồng Đó là cái giá ở bên ngoài mà các bạn thay Đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu chiếc iPhone 13 Pro, 13 Pro Max của các bạn Bị hư màn hình rồi Đó, bị bể hoặc là bị hư màn hình rồi và anh em thấy cái chi phí đó nó rất là đắt đỏ thì anh em hãy đến với bọn mình. Hãy đến với bọn mình. Với cái chi phí nó vô cùng là thấp và các bạn sẽ được thay thế thay thế nha. Tại trung tâm bảo hành của nhà táo chứ bọn mình không nhận cái máy của bạn về để tự mở ra, tự thay thế linh kiện không có sau khi mà các bạn nhận cái máy mà bọn mình đưa đến trung tâm về trung tâm bảo hành của hãng về các bạn sẽ nhận được thêm một cái bill nữa một cái bill này là xác nhận là ok các bạn đã vừa thay thế linh kiện tại hãng luôn tại hãng luôn chứ không phải là thay thế bọn mình tự nhập linh kiện về bọn mình thay thế và giá của cái dịch vụ này của bên mình nó cũng rất là rẻ thôi nó rẻ hơn rất nhiều so với việc là anh em đi ra ngoài anh em đi thay thế cái màn được xem là màn ZIN dù đó có là iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max còn bảo hành hay hết bảo hành. Hàng chính hãng hay hàng sách tay. Hàng có bill hay không có bill. Bill mua hàng ấy, bọn mình đều có thể hỗ trợ cho bạn hết nha. Kể cả Macbook, kể cả là iPad của bên nhà Apple, bọn mình đều có thể hỗ trợ thay thế bất kỳ một cái linh kiện nào mà nó bị hư cho anh em. Ví dụ như là men hư này cũng có thể làm được nha à, Màn hình hư này cũng có thể làm được Hay thậm chí là bàn phím ở trên Mac nó bị hư Bọn mình cũng có thể làm được cho anh em Và chi phí á, nó rất là hợp lý Mức giá chỉ là 4,5 triệu đồng mà thôi Anh em có thể thấy là một cái màn hình zin đúng không Một cái màn hình mà được xem là zin mà các bạn thay ở cửa hàng nhỏ á, nó từ phải 5,5 cho tới 7 triệu Nó tùy từng bản Pro và bản thường Nhưng mà khi các bạn đến với bọn mình á, Thì các bạn chỉ mất chỉ có 4 triệu rưỡi thôi và đặc biệt là các bạn yên tâm khi mà cái sản phẩm cái máy của bạn sẽ được đưa vào hãng để thay thế chứ không phải là bọn mình nhận cái máy của bạn về bung men ra rồi thay thế không có nha khi mà xong dịch vụ này rồi bọn mình còn đưa thêm cho anh em đây là cái bill này cái bill này là bill của hãng làm này chứ không phải là bill của bọn mình tự biên tự diễn là không có đâu nha anh em cứ yên tâm Đấy, các bạn có thể thấy là, nếu chúng ta đi so sánh cái chi phí mà làm cái dịch vụ này của bên mình nhá, nó rẻ hơn rất rất nhiều. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta bây giờ các bạn hư màn hình của 13 Pro Max đi, ở à, bên ngoài nó lấy khoảng tầm là 7 triệu là nó rẻ hơn gần 50% rồi. Còn nếu mà các bạn mà à, thay ở những cái chuỗi lớn á, đúng không ạ? Khoảng 10 triệu thì anh em thấy rằng là nếu các bạn sử dụng cái dịch vụ của bên mình là các bạn đã tiết kiệm được khoảng tầm là 5,5 triệu rồi. Đó và bên cạnh đó nữa thì bọn mình có bill sẵn cho anh em luôn là đây là cái sản phẩm này được thay thế và được sửa chữa bởi đội ngũ kỹ thuật và trong trung tâm bảo hành của hãng luôn chứ không phải bọn mình tự ngồi ở nhà tự sửa chữa đâu nha tất nhiên là dịch vụ của hãng thì anh em cứ yên tâm rồi họ sẽ làm rất là chỉnh chu phải kiểm tra đàng hoàng cho các bạn rồi đúng không ạ thậm chí là máy của các bạn có bị cấn móp thì bọn mình vẫn có cách để hỗ trợ cho anh em được tất nhiên là máy mà bị cấn móp thì cái chi phí nó sẽ đội lên một chút xíu nhưng mà nếu mà anh em để ý là à, khi mà các bạn vào hãng để mà bảo hành một cái sản phẩm nào đó mà nó bị cấn móp đúng không thông thường các bạn sẽ bị từ chối luôn đó, thông thường bị từ chối luôn Thì nếu mà bị từ chối á, anh em cứ qua bên mình đi Bọn mình sẽ có dịch vụ để hỗ trợ cho anh em Từ A đến Z Và vẫn có thể bảo hành được Tất nhiên là anh em sẽ mất thêm một cái phần chi phí Ngoài 4 triệu rưỡi ra thì mất thêm một chút xíu nữa thôi Là các bạn sẽ nhận được cái dịch vụ rất là tổ, tốt của bên mình đúng không ạ à, Một cái điểm mà bọn mình phải lưu ý cho anh em này Anh em muốn sử dụng được cái dịch vụ này của bên mình nha Thì các bạn sẽ cần phải cam kết với bọn mình rằng cái sản phẩm này các bạn chưa bao giờ sửa chữa ở bên ngoài tức là các bạn chưa bao giờ được bung máy ra đấy thì bọn mình mới nhận máy thôi còn nếu mà các bạn mà đã sửa chữa bên ngoài rồi các bạn giấu bọn mình và khi mà vào háng họ bảo rằng là à, cái máy này nè đó họ chỉ ra cho 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 mọi người thấy rằng là nó bị mở cái gì con ốc họ chỉ cần nhìn con ốc thôi là họ biết rồi à, thì anh em cần phải lưu ý cam kết cho bọn mình duy nhất một thứ thôi đó chính là hàng này các bạn chưa sửa chữa ở bất kỳ nơi đâu thì bọn mình đều có cách để hỗ trợ cho anh em cả. Bên cạnh cái việc mà bọn mình hỗ trợ để anh em có thể là bảo hành thay thế những cái linh kiện zin của nhà táo đồ của nhà táo nhá, tại trung tâm bảo hành của nhà táo thì đối với những sản phẩm là laptop Windows từ Dell, từ HP, từ Acer, Asus, hàng chính hãng, hàng sách tay hết bảo hành hay bị từ chối bảo hành, các bạn cứ mang qua với bọn mình. Đối với laptop á, thì mức giá nó khoảng tầm là 4 triệu ha. Đó, 4 triệu đồng. đối với một số những chiếc laptop mà kiểu như là Workstation đi của Dell đi thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 4 triệu rưỡi. Còn với những cái loại mà kiểu như là cái dòng mà Dell mà dạng gaming ấy, Anywhere ấy, thì cái chi phí của nó sẽ cao hơn một chút xíu là khoảng tầm là 5 triệu ha Nhưng mà ví dụ như các bạn bị hư men chẳng hạn đi đó, Các bạn bị hư men mà sau khi mà đã hết bảo hành rồi Kệ thậm chí là hết một năm rồi nha Hết bảo hành rồi Thì anh em đưa ra ngoài thay mình nghĩ là phải tầm cả chục triệu rồi Nhưng mà các bạn qua với dịch vụ bên mình thì giá nó rẻ hơn một nửa Thậm chí là còn sâu hơn nữa nha đó, Nếu mà cái linh kiện của bạn càng đắt đó, thì anh em cứ qua về bên mình đi Là chắc chắn một điều là dịch vụ sẽ tốt nhất có thể cho anh em đó, và thay ở hãng luôn nha, chứ bọn mình không có mang cái sản phẩm của bạn về để thay. Anh em nào mà muốn sử dụng dịch vụ này thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần là nhắn tin vào số zalo của mình, đây là số zalo mà mình đang đặt đang đặt ở đây. À, các bạn chỉ cần nhắn tin cho mình. Thứ nhất đó chính là uh, các bạn nói về cái dòng sản phẩm mà các bạn đang sử dụng này. Thứ hai nữa là các bạn chụp giúp mình cái ngoại quan bên ngoài này. Thứ ba đó chính là ví dụ như là laptop của hãng nào, đi ra sao thì các bạn chụp giúp mình. À, tất cả những thứ này nha, thì bọn mình sẽ có dịch vụ để hỗ trợ cho anh em luôn, nó hỗ trợ luôn cho các bạn nha, à, anh em cứ yên tâm nha, ok, và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ cho bạn về một cái dịch vụ hoàn toàn mới của bên mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều, anh em quan tâm và anh em cần thì anh em có thể là sử dụng luôn dịch vụ ở ngay bây giờ, còn bây giờ thì